Ui ui, đói quá, đói quá. Đói quá sao anh ạ? Ăn thế mềm mén thế này chết. Hầu 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 hầu. Run thế, tay nó run như này. Hay là hôm nào cho đi đi khám đi xem nào. Cháu Kế xin kính chào quý cô bác. Hiện tại thì cháu Kế đang có mặt tại khu vực nhanh chứ. Đó, các bác có thể thấy đã là vào xế chiều rồi. Đấy, khung cảnh thì bây giờ buổi chiều rồi anh chứ này. À, không biết là đang ở đâu. À đây, hai vợ chồng đang lấy cỏ trên đồi à? Ôi, sao lấy cỏ về muộn thế anh? Hai vợ chồng à, phải không? Cả chị trên kia à? À dạ. Sao đi lấy muộn thế anh? 5 giờ đi lấy. 5 giờ mới đi á? Vâng, hôm nay chẳng nắng. À, trẻ con ở nhà không anh? Có à? Vâng. Đã bảo là đấy, họ lên bảo cho anh cái bệt vệ sinh ấy, đã làm chưa? Làm rồi. Bỏ tiền ra trước làm đúng không? Hay vâng. là như nào đấy? Bỏ tiền ra trước làm. Hết bao nhiêu tiền? Hết là 230 nhỉ? 230 á? Rồi, tí nữa em thanh toán rồi nhá. Vâng. Thôi đi vào nhà xem nào, xem trẻ con ở nhà mua cho em vừa lên đến đây. Của anh Thắng này, anh Thắng thì cũng mệt về về huyện nghỉ ngơi rồi. À, thế. Em thì mình lại lên. Đấy, mua cho trẻ con ít bánh sữa chơi tí xong về tắm rửa lên đấy cũng đi thì rồi gần trưa mới lên nên là đi cũng hơi vất vả đường xa quá mệt quá anh em cũng vào nhà nô chơi rồi xong mới quay về đây. Mấy giờ mấy con bò anh? Hai con ạ. À? À chỗ cỏ bò băm luôn ở đấy à? Băm cỏ bò luôn ở đấy rồi, tiện quá nhỉ. Anh có thấy tiện không? Đấy, tiện ra đấy tiện hơn không? Ờ ra đây có tiện hơn không? Có bò ấy. Bây giờ trẻ con đang khóc à? Làm gì mà khóc ghê thế nhỉ? Đâu, xem ngay công trình của anh thế nào. Đấy, có bò trên đấy sạch này mà. Làm hết bột đá, còn xin còn gầy còn thiếu bột đúng không? Vâng. Mai định chở thêm một tí nữa thôi đúng không? Còn xi không? Xi có. Ừ, thế mai lấy một tí bột nữa thôi nhỉ. Đấy, như này có sạch không không? Sạch. Đi chưa? Đi dùng chưa? Đi rồi. Đi rồi á? Vâng. Đấy. Đi một lần ruộng ruộng một lần. Đúng rồi, anh phải để một cái xô ra đây. Đấy, đấy. Xong là kéo cái vòi nước từ kia ra đây. Vâng. Là nó tích nước ở đây. Vâng. Đấy. Thế như này có làm thế này anh có thấy hài lòng không? Có. Có ngại không? Như này thì không ngại đâu đúng không? Không ngại đâu. Nhưng mà ở ngoài đồi thì như nào? Ngoài đồi là ngại nữa. Ờ, nhìn quanh khắp nơi nhỉ. Vâng. Chết thật. Bây giờ về đây thì không xấu hổ nữa rồi đúng không? Vâng. Mà mưa gió thì cũng không không bẩn nữa rồi nhỉ. Không, cái chỗ này mà xếp được ít đá này, xếp đá thành bậc bậc đi ấy. Nện lát lát xuống chìm xuống. Đấy. Đây, cả vợ đây về đây rồi. Đây à. Đây rồi. Chị đi lấy cỏ về à? Vợ anh chứ không biết nói tiếng phổ thông. Chị Pau à? Đây Pau à. À, các cháu đây rồi. À, về đây nào. Về đây uống sữa đây. Nó tha à? Hẩu sữa. Ôi bé kia mặc quần vào nhá. Cởi chuông thế à? Mặc quần cho cháu đây anh ạ. Nó phải lạnh. Đây, sữa đây, bánh đây. Nào, đi vào đây. Về đây nào để bọc sữa bánh ăn nào. Đấy. Cái gì đây anh? Sợi lanh à? Đây à? Nhiều ghê nhỉ. Lạnh rồi ấy nhỉ. Lạnh quá rồi. Đấy. Em bé chắc là đói rồi, mẹ đi cắt cỏ bây giờ về muộn. Chưa nấu gì ăn đâu à anh? Ui, thế giờ này muộn này trẻ con đói quá. Sao mèn mén này khô thế? Cái này nấu từ bao giờ đấy? Sáng nay nấu á? Khô quá, cái này chắc phải đổ lại á? Không có gì ăn à? Hôm nay ấy quá mệt quá, để hôm nào quay lên ăn cơm sau thôi. Hôm nào nên chơi ăn cơm sau chứ hôm nay thì không kịp ăn thì mua ít bánh với sữa cho các cháu. Đây, nó tha. Đâu, về đây bác chú Kế cho nào. Đâu.
Ăn bánh trước nhá. Ăn bánh trước nhá. Anh chứ bóc cho cháu này. Bóc cho các cháu ăn. Đấy, bóc luôn. Đấy. Có ăn thạch nữa không? Đây cả thạch nhá. Ui. Thích thạch không? Có thích không? Đấy. À, con cháu ở nhà. Đây, nào. Đấy, thạch này. Nào, bé kia về đây nào. Đi tu. Đây. Ăn thạch xong ăn bánh được. Nào, Bí Tu. Ui, sao tay nó run thế? Sao tay nó run thế? Đói à? Hay nó đói, đây uống sữa đi. Cho đứa này uống sữa đấy. Tay nó run quá, bóc bóc sữa cho nó đi. Tới đây bóc cho nó đi. Tay nó run quá đứa này, bóc bóc cho nào. Hay nó lạnh ấy. Ui dồi, nó run quá. Anh bóc đi. Ui ôi, tay nó run lắm, bóc sữa cho nó uống đi. Chết thôi. Bóc sữa nào. Ừ, đứa nào cứ cho uống sữa đi. Cho mấy đứa hộp sữa đi. Về đây, về đây. Kia kia. Rượu mặt gì mà sạch quá nhỉ. Thơm. À. Mua. Mi tu. Ui ôi. Đói quá. Đói quá sao anh ạ? Ăn thế mềm mém thế này chết. Hầu. Run thế, tay nó run như này hay nè. Hôm nào cho đi khám đi xem nào. Cho đi bệnh viện đi. Hôm nay đang làm gì chơi... Sang tuần cho nó đi nhá. Cho nó xem là có thể bảo hiểm mà đi ra viện khám xem như nào. Đứa này thì run lắm, lần nào lên thấy nó run cùng tập ấy. Đấy, trẻ con tí. Đấy, mang bố bóc sữa cho. Bóc sữa đi đã. Thằng này đói lắm phải không? Dạ không. Vừa ăn cơm. Vừa ăn cơm à? Mỗi đứa kia run lắm nhỉ? Hay nó lạnh nhỉ? Đứa chị Yên về đây bác à, chú lấy thạch cho nào nhé. Hai chị em. Mấy đứa đây nhỉ? Tổng bây giờ mấy đứa nhỉ? Dạ. Bây giờ tổng đủ rồi, về đủ rồi đúng không? 6. 6 đứa. Này, về đây lấy thạch nào. Đấy, ăn thoải mái nhá. Hôm nay mua nhiều. Máy ăn. Đấy, xong ăn chia nhau nhá. Đấy, xong tí bóc sữa đi. Đây này, vẫn còn sữa mà. Bóc sữa chia cho các cháu. Đấy. Sữa. Đấy. Đấy, mấy đứa này cũng sữa không? Nên no chưa? No. Không. No sữa không? À đây, đứa này cho đứa này đi, nó ăn đấy. Cho một đứa này luôn đi. Lấy cho mẹ nhanh. Thằng này đợt này như kiểu gầy ấy. Dạ. Thằng đợt này gầy thế. Hả? Quay, ăn cơm nhiều. Quay chú xem nào. Cái chán này nó vẫn chưa khỏi à? Vẫn sưng à? Nên bây giờ công trình ngon đấy nhỉ? Thích không? Hỏi chị có thích không? Hỏi xem nào. Hỏi vợ xem có thích cái cho nhà vệ sinh với chỗ thái bò không? Rồng á? Rồng. À, bảo đi ra đồi có xấu hổ không? Hỏi xem này. Hỏi vợ xem ra ngoài đồi có xấu hổ không? Ngoài đồi cơ mà. Ngoài đồi có xấu hổ chứ. Xấu hổ. Chạy khắp nơi nhỉ. Vớ vẩn còn dẫm vào ấy nhỉ. Có dẫm nhầm không? Có lần nào bị dẫm vào cái cũ không? Có dẫm vào cái cũ lần nào không? Chắc có chứ nhỉ. Vẫn bị nhầm đấy. Hỏi đứa kia còn uống nữa không? Cho nó một hộp nữa. Không thì cho cái bánh này, mấy cái bánh xốp cho nó ăn đi. Bóc cái bánh xốp này. Tả này. Nào tả. Hết rồi. Ồ. Đây, xốp này, lấy cái này. Cho cái bánh xốp ăn đã. Không, cho một cái này xong rồi tí uống tiếp. Bóc cho nó. Đứa nào bóc cho nó ăn đi. Thằng này ăn được, ăn luôn. Ồ, quá mai thứ hai cho nó đi viện anh ạ. Kiểm tra một tí. Sáu đứa, 2, 4, 6 đứa, hai vợ chồng là 8, ai à, một mâm cỗ, đi ăn cỗ là một mâm ấy. Này ngồi xuống, ngồi. Dầu. Cho nó chủ trẻ nó đi đi.
Giờ nhá. Đây nha. Đấy. Cho thêm nhá. Cho thêm 70.000 nữa đúng không? Là 300 nhá. Làm nó phải đẹp vào nhá. Không đấy. Đấy, còn bù thêm cái chỗ kia vào nữa đúng không? Một tí bột kia nữa nhá. Vâng. Ừ. Đấy là thế là khoảng 2 cuộn táo. Ừ. Bột đá. Vâng. Đấy, bọn này ăn được đỡ run, đỡ run rồi đấy. Hôm nào lên ăn cơm sau rồi đấy. Vâng. Hôm nào em lên chơi ăn cơm sau thôi. Chứ này thì vội quá mệt quá về tắm rửa cơ. Tắm rửa nghỉ ngơi mai lại đấy. Đi lên đây trưa muộn vào chỗ là nô rồi mới quay về đây. Vâng. Đấy. Có thái cả bò hay là sáng mai anh mới thái? Bây giờ thái. Bây giờ thái á? Thế đi, ra xem thái một tí. Vâng, hai người ấy thái được. Hai người à, giờ thế đợi một tí nhỉ. Đợi một tí. Sao? Lấy cho chị ăn thôi. Nó bảo là không được. Nó không được á? Này này. Ai không được, còn nhiều mà. Đấy. Thiếu gì đâu. Ăn thoải mái đi. Đứa kia đỡ run rồi sao ấy? Đỡ rồi đúng không? No rồi, một hộp sữa. Chim à? Cái nhau. Ừ. Mấy con bò này một ngày ăn hết bao nhiêu cân cỏ? Hết 60 cân không? Không, nó hết 20 cân. Một con á? Hai con. Tổng bây giờ mấy con bò? Hai con. Mỗi con ăn 20 cân? Vâng. Thế là một ngày ăn hết 40 cân cỏ. Vâng. Này. Xong chị thế nhá. Ây à, tối om rồi đấy nhỉ, tối nhanh thế nhỉ. Đây là mai còn có cái đèn năng lượng nhỉ. Bây giờ là 6 giờ. Không thì tối lắm. 6 giờ rồi. Ngon được nhá. Ngon không? Hỏi ra có ngon không? Cá chỉ cá. Cá chỉ cá. Bín nó. Ngại lắm. Ngại. Hỏi bé kia mới biết. Biết. Hỏi bé kia biết. Cắt chứ ca. Ca. Hai đứa đi hầu. Đứa à, ca. Vừa đi hầu. À. Cô giáo nó bảo rồi dạy nhất là không thể nói một câu gì. Mình phải nói tiếng Kinh với nó thôi bây giờ. Đấy. Ấy. Phải nói tiếng phổ thông với nó đi. Đấy. Mình đi học nó mới nhàn. Cô giáo mới nhàn. Đẻ nhiều quá. Còn đẻ không đây? Không đệ. Hả? Vâng, bây giờ vợ cái xuống bệnh viện đặt vòng. Đặt chưa? Đã. Đặt vòng rồi gì? Một tháng. Vòng một tháng rồi á? Vâng. Ừ. 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 Đặt vòng rồi, đẻ gì nữa. Để nhiều con nuôi được đâu. Có thằng này làm con trai được rồi nhỉ. Cần gì nữa. Có đánh thằng này nữa không đấy? Dạ. Thằng này có đánh trẻ con không đấy? Không. Không đánh hơn nhá. Anh có đi làm thuê không đợt này? Dạ. Có đi làm cái gì không? Có đi làm thuê cái gì không? Hay ở nhà thôi? Ở nhà. Để có nhiều hoa không... không đi làm thuê được. Không đi được à? Vâng, nhà làm việc nhà. À. Vâng. Làm việc ở nhà làm xong là đủ ăn. Đi làm quanh quanh ở ngoài đi phụ xây với xiếc ấy, không đi à? Không đi. Không đi được à? Vâng. Bọn này nó đi học thì đi được mà. Đi được có bé ở đây. Bé thì vợ. Với người chồng. Vợ phải lớn lớn một tí đúng không? Rau cỏ. Con nó phải lớn thêm tí nữa đúng không? Đứa này phải lớn tí nữa mới đi làm được đúng không? Đấy.
Nếu mà không đẻ nữa thì bọn này là bây giờ là lớn một tí này nó trông nhau mình đi làm được rồi đúng không? Hai đứa này vừa tôi đi học lớp 3 tuổi, để họ khoảng 1 tháng hơn. Thôi nhá, em đi về thôi. Về nghỉ ngơi xong là hôm nào lên ăn cơm trưa xong. Để, một chế không? Một chế không? À, chị tao á. Tối này thì làm sao mà băm được quả bò anh? Tối thế này biết gì băm được kiểu gì? Xoay đèn pin á? Không có điện nhỉ? Kéo điện xa lắm nhỉ? Ở đây mà kéo điện thì xa lắm đúng không? Từ trên này à? Ở trên kia? Ở đó. Kéo trên chùa hò vào các hai. Xa lắm nhỉ? Chắc đến một cây không? Không, không đến. Không đến này. À đây. Khoảng 300 mét. 300 mét à? Xa quá nhỉ, 300 mét cũng xa đấy, cột, phải làm cột sắt. À, nhưng mà đi theo cột điện to này họ cho đi không? Không, họ không cho. Không cho á? Hỏi chưa? Chắc được cắt cây về nó dựng lên. Lại cắt cây à? À, cây sa mộc. Đấy. Và nhưng mà hình như đi qua cái cột thông tin thì được mà. Của thông tin họ nó không cho. Đi mà được mà. Không lấy, chưa phải. Cột thông tin đi được, còn cao thế thì không dám. Vâng. Có cả cột thông tin đúng không? Vâng. Đi qua cột thông tin được mà. Em đi về nhá. Vâng. Hôm nào lại quay lại đây chơi sau. Vâng. Nào về ăn cơm chơi tiếp. Giờ tối quá đi về Mèo Vạc nghỉ ngơi. Mai lại đi làm tiếp. Mai đi ở đâu? Mai chắc đi vào bên Hoang Mạc Đá. Vâng. Vào Hoang Mạc Đá. Em đi hôm nào quay lại về nhà anh chứ? Vâng, hôm nào quay lại.